gọn vòng eo luôn là chủ đề mà các chị em muốn tìm kiếm đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm kiếm ngay tại đây một Pai Pilates sẽ giúp cho bạn sở hữu một vòng eo thon gọn. Không những thế, nó còn sẽ giúp cho bạn có một vùng hông săn chắc, vùng đùi săn chắc nữa. Nào, bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu luyện tập nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần khởi động. Và bạn hãy đưa chân trái sang bên, cân lại cái hông của mình nào. Trong bài tập Pilates thì chúng ta sẽ hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Nào, chúng ta cùng hít một nhịp thử nhé. Hít sâu, thở ra. Hoặc các bạn có thể, ok, chúng ta có thể lựa chọn hai cái nhịp thở ra như vậy, miễn là sao các bạn cảm thấy dễ chịu và thoải mái nhất. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập nào. Chúng ta sẽ khóa bàn chân trái của bạn lại, cân lại cái hông hoàn toàn dán trên thảm. Hít sâu, hai tay ra ngang. Chúng ta sẽ thả lỏng vai xuống và giữ thẳng tay. Thở ra chậm chậm, đưa tay trái sang gối phải, tay phải áp sát tai, nghiêng mình sang bên trái. Bạn lưu ý, chúng ta thả nhẹ vai trái xuống, cảm nhận vào cơ lườn bên phải đang được kéo giãn. Hít sâu, nâng lên. Thở ra, hạ khuỷu tay phải và nghiêng lườn sang bên phải của mình. Kéo giãn tay trái của bạn. Thực hiện 3 lần. Hít sâu, nâng lên. Thở ra, nghiêng trái. Hít vào, nâng lên. Thở ra, nghiêng phải. Chậm chậm chúng ta cảm nhận vào vùng eo của mình, vùng lườn của mình đang được kéo giãn ra. Một nhịp cuối. Hít sâu, nâng lên. Thở ra, nghiêng trái. Và mình giữ ở đây. 3, 2 và 1. Hít vào. Thở ra. 3, 2 và 1. Hít sâu, nâng lên. Rồi, từ từ chúng ta vươn hai tay lên, xoay cơ thể sang bên trái. Thở ra, chậm chậm chúng ta gập người xuống chân trái nhé. Rồi, hai tay chống xuống thảm và tiếp tục kéo giãn người về bên chân trái của mình. Hít thở đều, ưu tiên giữ thẳng lưng của bạn và khóa bàn chân trái của bạn lên nhé. 3, 2 và 1. Hít sâu, hai tay áp sát tai và nâng người lên. Thở ra, mình hạ tay xuống và chúng ta sẽ đổi bên. Co chân trái lại và duỗi chân phải ra. Dựng bàn chân phải của bạn và cân lại cái hông của mình nào. Khóa bàn chân phải. Hít sâu, hai tay ra ngang. Thở ra, nghiêng mình sang bên chân phải. Tay phải của mình sang gối trái nhé. Kéo giãn lườn phải, kéo giãn lườn trái của bạn. Hít sâu, nâng người lên. Thở ra, nghiêng mình sang bên trái. Chúng ta sẽ hạ chậm khuỷu tay trái này. Tay phải áp sát tai. Xoay vai, đẩy ngực mắt nhìn lên. Thực hiện hai vòng nữa. Hít sâu, nâng lên. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít sâu, thở nào. Giữ ở đây. 3, 2 và 1. Hít vào. Thở ra. Xoay vai để ngực lên. Hít sâu, nâng người lên. Rồi, từ đây chúng ta vươn hai tay thẳng lên, xoay cơ thể sang bên phải và thở ra thì mình gập người xuống chân phải. Hai tay chống xuống và chúng ta sẽ kéo dài đốt sống, giữ ở đây vài nhịp thở nào. 3, 2 và 1. Hít vào, nâng người lên. Và thở ra, mình hạ tay xuống. Chúng ta sẽ đưa hai chân về phía trước thảm. Mình cân lại hông và giữ cho hai chân của mình mở rộng bằng vai và duỗi thẳng chân. Chúng ta sẽ dựng các ngón chân lên trần. Ok, bắt đầu. Hít sâu, hai tay vươn lên.
thở ra, mình sẽ gập người xuống chân. Ok, hai tay của mình còn nên nắm vào và kéo giãn người về phía chân của mình. Ưu tiên chúng ta giữ thẳng lưng. Vì vậy các bạn hãy nhớ là mình sẽ đẩy ngực lên nhé. Vẫn cảm thấy là mình sẽ căng căng nhẹ ở kheo chân. Hít sâu, nâng người lên. Thở ra, gập lần hai. Lần cuối, hít sâu, nâng người lên. Thở ra, gập lần ba. Hít sâu, nâng người lên. Và thở ra này. Từ từ bạn hãy cuộn nhẹ đốt sống. Cuộn nhẹ đốt sống. Và chúng ta sẽ gập dần người xuống. Gập dần người xuống. Ok. Mình nằm xuống dưới thảm. Và chúng ta sẽ nằm về giữa thảm nhé. Di chuyển cơ thể của bạn nằm xuống dưới thảm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với động tác 100. Chúng ta sẽ làm động tác tập bụng. Tập trung vào phần bụng của mình. Ok, bây giờ chúng ta sẽ co chân lên này. Hai chân của mình sẽ để cho cẳng chân của mình song song với mặt thảm. Tiếp tục, hai tay của mình vươn về phía trước. Hít sâu, siết bụng và chúng ta nâng ngực, nâng đầu lên. Và khi mà chúng ta nâng đầu lên thì mình nhớ là mắt chúng ta có thể nhìn vào đùi hoặc nhìn về phía trước chết 45 độ. Không ngửa lên trần quá nhiều và cũng không cúi quá nhiều, gây ra hiện tượng đau cổ của mình nhá. Và mình giữ ở đây, hít thở đều. Chúng ta sẽ rung lắc nhẹ hai tay. Và bạn nhớ, không gồng vai, chúng ta sẽ hạ vai xuống, hít thở đều. Hít sâu. Thở ra. 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 Hai vòng nữa nào. Hít sâu. Thở ra. Hít sâu. Thở ra. Ok, chúng ta nằm xuống. Và mình sẽ vắt chéo hai chân. Hai tay của mình đan ôm gối. Chúng ta sẽ xoay đầu sang hai bên, thả lỏng cho cổ của mình. Hít thở thật chậm. Thả lỏng cho cơ thể của mình một chút nào. Và mình tin chắc rằng bây giờ thì cái bụng của bạn cũng đang nóng lên một chút rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục tập một động tác liên quan đến vùng bụng nữa nhé. Từ từ mình sẽ duỗi thẳng hai chân ra. Và chúng ta sẽ duỗi thẳng này. Dán thắt lưng của bạn xuống thảm. Cuộn xương cổ xuống này. Bạn cũng lưu ý chúng ta không võng lưng lên mà mình sẽ dán xuống này. Hai tay của mình đan sau đầu. Hoặc chúng ta có thể để hai tay về phía trước. Ok, bây giờ chúng ta sẽ co chân lại này. Liên tục như này. Đúng không ạ? Hít thở đều. Bắt đầu. Hít sâu. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Tập trung vào bụng. Hít. 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 Cố gắng lên. Liên tục nào. Mười nhịp nữa. 2 3 4 5. Gồng bụng nào. 6 7 8 9 10. Ok. Tiếp tục nằm xuống. Mình ôm hai chân vào nhau. Tiếp tục di chuyển đầu của mình. Thư giãn cho đầu. Hít thở đều. Từ đây chúng ta sẽ co hai chân lại. Và hai gối của chúng ta chạm nhau. Hai tay ra ngang bám lòng bàn tay xuống thảm. Hít sâu, chúng ta giữ nguyên. Thở ra chậm chậm mình nghiêng sang bên phải. Chúng ta đổ hai chân sang bên phải. Và cố gắng mình sẽ sử dụng cơ bụng của mình gồng chắc lại để giữ. Hít vào, nâng lên. Thở ra nghiêng trái. Hít sâu. Thở ra. Hít vào.
thở ra, hít sâu, cố gắng là mình bám cái lòng bàn tay xuống để giữ cơ thể nhá. Thở ra, hít vào, thở ra, hít sâu, thở ra, hít vào, thở ra, hít sâu, thở ra, hít vào, thở ra, lên nào, thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở, thêm 3 nhịp nữa nào, hít sâu, thở, hít sâu, thở, vòng 2, hít sâu, thở, hít sâu, thở, một vòng cuối, hít sâu, thở, hít sâu, thở, ok, hít vào. Từ từ chúng ta duỗi thẳng chân lên và chúng ta có thể khóa cổ chân lại nhé. Khóa gập cổ chân lại, hướng các ngón chân về phía trước. Và từ đây, hít sâu, chúng ta gồng chắc cơ bụng lại. Thở ra, mình sẽ nghiêng hai chân sang bên phải. Và mình cố gắng là giữ cơ thể lại ở đây. Bạn tuyệt đối không hạ xuống quá thấp nếu như cơ thể của bạn không gồng được. Hít thở đều nào, giữ tư thế ở đây. Hai tay của mình vẫn bám xuống thảm chứ. Nào chúng ta đếm nào, 10, 9, cố gắng lên bạn, 8, gồng chắc cơ thể nào, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1, hít vào, nâng lên. Ok, tốt quá, thở ra, chúng ta sẽ đổi bên nhá, thở ra. Rồi, mình giữ ở đây nào, hít thở đều, cố gắng gồng chắc cơ bụng của bạn lại để giữ lại hai chân nhá. Hít thở đều, gồng chắc nào, hai tay của mình bấm chặt xuống thảm, hít thở chậm, siết chặt cơ bụng của bạn. Lúc này bạn sẽ cảm thấy cơ bụng của mình đang gồng cứng lên, rất là chắc chắn. Ok, 10 nhịp nào, 10, 9, 8, cố lên bạn, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Ok, tốt, hít nâng lên. Và thở, chúng ta lại tiếp tục hạ chân xuống. Hai chân bóp chéo và hai tay ôm vào chân của mình. Bây giờ chúng ta sẽ đưa trán của mình chạm vào gối nhé. Hít sâu, siết chặt cơ bụng lại. Thở ra, đưa trán chạm gối nào. Mình giữ ở đây, hít thở đều. Hít thở đều. 10, 9 gồng cơ bụng lại, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Ok, chúng ta sẽ hạ xuống. Và mình đến với tư thế cây cầu để giúp chúng ta có thể trả lại phần lưng của mình. Và tiếp theo nó cũng sẽ giúp cho bạn tác động vào vùng bụng, vùng mông, vùng đùi của chúng ta một cách vô cùng hiệu quả. Đây là tư thế mà Hoàng Uyên rất hay sử dụng để cho các bài tập của mình. Nó là một tư thế vô cùng tuyệt vời cho vùng cột sống và vùng cơ bụng của mình. Thì các chị em nên là chúng ta cứ dành là chúng ta tập tư thế này giúp Hoàng Uyên nhá. Nào, hai tay của mình sẽ đặt xuống thảm, các ngón tay chúng ta chạm toàn bộ xuống thảm nào. Hai chân song song mở rộng bằng vai. Hít vào chậm rãi, chúng ta sẽ nâng hông lên thật chậm. Và Hoàng Uyên muốn bạn lưu ý là giữ ngực, hông và gối trên cùng đường thẳng, chứ chúng ta không cố gắng đẩy lên quá cao như này nhá. Chúng ta sẽ vào vùng cột sống và vùng thắt lưng đấy, thì mình sẽ là thẳng hàng như này thôi. Tập trung khép hai mông lớn lại và cảm nhận vào cơ bụng, cơ đùi của mình. Thở ra, hạ xuống. Hít sâu, nâng lên. Thở ra, hạ xuống. Hít sâu, nâng lên. Thở ra, hạ xuống. Hít sâu, nâng lên.
thở ra, chậm chậm mình hạ đốt sống xuống. Hai nhịp nữa nào, hít sâu bạn nâng lên. Thở ra, chậm chậm hạ xuống. Một nhịp cuối, hít sâu, nâng lên. Thở ra. Ok, bây giờ chúng ta sẽ biến thể một chút nhá. Bạn sẵn sàng chưa nào? Chúng ta sẽ đến với tư thế nặng hơn của tư thế cái cầu. Bắt đầu, hít sâu, nâng lên. Và từ đây, chúng ta sẽ nhấc chân phải của mình lên nhá. Lưu ý, hãy bám chặt lòng bàn chân trái của mình bạn lại, gồng chắc cơ bụng để cho cơ thể của chúng ta nhẹ nhàng nhất. Và chúng ta không lấy đà này, nhấc gót chân, chậm rãi, đưa chân phải lên. Thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít, 5, thở, hít, 6, thở, hít, 7, gồng chắc nào, thở, hít, 8, thở, hít, 9, thở, hít 10, thở, ok, hạ xuống nào, chúng ta sẽ đổi bên. Chúng ta sẽ cảm thấy rằng cơ mông bên trái của chúng ta đang rất là căng đúng không ạ? Chúng ta có thể bóp nhẹ và thư giãn nhẹ cho vùng hông bên trái của mình. Rồi, chúng ta sẽ đổi bên nào. Hai chân mở rộng bằng vai, hít sâu, nâng hông lên. Trụ chắc bằng chân phải của bạn, rồi chúng ta sẽ nâng lên nhá. Hít sâu, nâng chân trái lên. Thở, duỗi thẳng, hít, thở, hít, thở, hít 4, thở, hít 5, thở, hít 6, thở, hít 7, thở, hít 8, thở, hít 9, thở, hít 10, thở, ok, chúng ta sẽ hạ xuống. Chúng ta sẽ xoa bóp nhẹ cái phần hông bên phải của mình nào. Rồi, từ đây, Phong Nguyên muốn bạn nghiêng sang một bên. Bạn sẽ nghiêng sang bên phải nhá. Rồi, chúng ta sẽ nghiêng sang bên phải nào. Tay phải của mình chống vào tai, tay trái đặt về phía trước và duỗi cơ thể thẳng. Chúng ta sẽ gióng từ phần ngực xuống phần hông, xuống vùng cổ chân là trên cùng một đường thẳng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện tư thế tác động vào phần đùi, phần chân của mình và một chút eo của mình nhá. Bắt đầu nào. Hít sâu, xếp bộ chúng ta, nâng chân lên. Và mình lưu ý chúng ta không cần nâng lên quá cao cũng được, bởi vì bây giờ chúng ta đang tập trung vào phần đùi của mình và phần hông. Rồi, thở xuống, thực hiện 6 lần. Hít 2, thở ra. Hít 3, thở ra. Hít 4, thở ra. Bạn có thể khóa cổ chân lại để giúp cho tư thế nó được siết mạnh mẽ hơn. Hít 5, thở ra. Hít 6, và chúng ta giữ ở đây vài nhịp nào. 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Ok, chúng ta có thể xoay chân này. Xoay nửa vòng chúng ta hít và nửa vòng thở. Và các bạn lưu ý, chúng ta sẽ khóa chặt thân của mình lại. Khóa thật chân thân của mình lại, hít thở chậm nào. Hít sâu, thở, hít, 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 thêm hai nhịp nữa nào, hít, hít, ok, chúng ta sẽ hạ xuống và mình sẽ xoa bóp nhẹ cho phần hông trái của mình. Rồi, mình sẽ đổi bên nhá. Co gối và chúng ta làm sang bên. Chống khuỷu tay trái về phía thảm. Chúng ta sẽ đưa tay trái chạm vào tai bên trái của mình. Và tay phải chúng ta đặt về phía trước. Kéo dài cơ thể và để cho cơ thể thành một đường thẳng. Khóa hai chân của bạn lại. Hít sâu, từ từ mình sẽ nâng chân phải lên. Ta nâng nhẹ nhàng. Siết chặt cơ bụng, cơ đùi của bạn lại để nâng. Thở, hạ xuống. Hít, hai. Thở, hạ. Tập trung vào cơ bụng, cơ đùi nào. Hít 3, thở hạ. Hít 4, cảm nhận cơ bụng đang được gồng chắc. Thở hạ. Hít 5, thở hạ.
hit 6. Rồi, mình sẽ giữ ở đây. 6, 5, 4, gồm chắc nào, 3, 2, và 1. Ok, chúng ta sẽ xoay vòng tròn. Và một nửa vòng chúng ta hít, một nửa vòng chúng ta sẽ thở ra. Hít thở chậm nào. Gồng chắc cơ thể của bạn lại. Và ưu tiên tập trung di chuyển phần chân của mình thôi. Hít thở đều, hít sâu, thở. Hít. 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 Hai nhịp nữa, hít. Hít. Ok, chúng ta sẽ hạ chân xuống. Và mình sẽ xoa bóp nhẹ phần hông bên phải của mình nào. Rất là căng đúng không ạ? Bộ môn Pilates sẽ giúp chúng ta có thể kiểm soát cơ thể một cách mạnh mẽ và chủ động. Tức là khi chúng ta tập luyện thì chúng ta sẽ cảm nhận vào cái bó cơ nó được hoạt động một cách hiệu quả. Và các bạn sẽ thấy là sau mỗi động tác thì cái bó cơ đó nó sẽ nóng lên rất là nhiều. Và hãy comment xuống cho Hoàng Uyên biết rằng bạn có cảm thấy rằng cái cơ mông, cơ hông của mình đang nóng lên không ạ? Rất tốt đúng không ạ? Ok, bây giờ chúng ta sẽ nằm úp xuống thảm nào. Mình tiếp tục đến phần chân, phần hông của mình. Hai tay của mình sẽ đan, hai bàn tay của mình sẽ chạm vào khuỷu tay của nhau. Rồi, chúng ta sẽ hạ trán xuống. Mình sẽ nâng từng chân lên một và cảm nhận vào cơ mông của mình nhé. Hít sâu, xếp bụng, chúng ta nâng chân phải lên. Hãy tập trung là chúng ta hướng cái má đùi của chân phải xuống, không lật lên. Chúng ta không cần nâng lên cao mà lật hông lên như thế này nhá. Mình chỉ cần này, hướng cái má đùi về phía thảm và cố gắng tập trung vào phần hông của mình, không lăn lên quá cao bởi vì nó sẽ vào vùng thắt lưng của bạn đấy. Rồi, tập trung là làm ở đất thôi cũng được nào. Thở, hạ xuống. Hít, hai. Tập trung siết gồng cơ bụng lại, nâng lên. Bạn cảm thấy là cơ bụng của mình đang được gồng chắc đúng không ạ? Thở, hạ. Hít, ba. Thở. Hít, bốn. Thở. Hít, năm. Thở. Hít, sáu. Thở. Hít, bảy. Thở. Hít, tám. Thở. Hít, chín. Thở. Hít, mười. Thở. Lần cuối nào, hít vào. Và chúng ta giữ ở đây. Lắc nhẹ, rung nhẹ chân lên xuống nào. Hít thở đều. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, thở hạ. Rồi, chúng ta sẽ đổi sang bên chân trái của mình nhé. Hít vào, siết chặt cơ bụng lại và khép hai mông của bạn lại. Tiếp tục nâng chân trái lên, gồng chắc cơ đùi. Thở hạ. Hít 2. Thở. Hít 3. Thở. Hít 4. Thở. Hít 5. Thở. Hít 6. Thở. Hít 7. Thở. Hít 8. Thở. Hít 9. Thở. Hít 10. Thở. Lần cuối nào, hít sâu, nâng lên. Và chúng ta sẽ nhấp ở đây. Hít thở đều. 6, 5, gồng chắc 4, 3, 2 và 1. Ok, chúng ta sẽ đến với tư thế con rắn, giúp cho chúng ta có một cột sống linh hoạt và một cơ bụng, cơ ngực, cơ tay săn chắc hơn. Hai tay của mình đặt về gần ngực, trán chạm thảm. Hít sâu, xoay vai từ trước ra sau. Mình sẽ đẩy ngực lên chậm rãi. Đẩy ngực lên này. Chúng ta đẩy ngực và mắt nhìn thẳng về phía trước. Hạ nhẹ vai xuống. Chúng ta không gồng lên nhá. Mình hạ nhẹ vai xuống, mắt nhìn thẳng về phía trước. Tập trung vào cơ ngực của bạn, đẩy nó về phía trước nào. Thở, hạ xuống. Chúng ta sẽ thực hiện 5 lần. Hít, xoay vai, đẩy ngực lên. Thở ra. Hít sâu, lên. Thở ra. Hít, ba.
lên. Thở ra. Hít 4 lên. Thở ra. Hít 5 lên. Thở ra. Ok, bây giờ chúng ta sẽ về với tư thế tấm ván. Bạn có thể nâng ngực lên này, xếp cơ bụng lại và về tư thế cái bàn trước. Chúng ta sẽ về tư thế cái bàn trước nào. Hai tay của mình vượt lên phía trước. Hai tay của mình vượt lên phía trước. Chúng ta sẽ xòe căng các đầu ngón tay lên và kiểm tra cổ tay của bạn. Chúng chắc xuống thảm. Hít sâu, siết bụng và mình cuộn mông xuống, gù cái lưng lên một chút. Nếu các bạn muốn an toàn, chúng ta sẽ cuộn lưng lên một chút và tập trung vào cơ bụng của bạn đang được gồng chắc. Nếu chúng ta tốt thì có thể duỗi thẳng lưng một chút, nhưng Hoàng Uyên muốn các bạn hơi cuộn lưng lên một chút cho an toàn nhé. Rồi, từ đây chúng ta sẽ bước từng chân về sau. Hít sâu, cuộn mông xuống, giữ thẳng lưng và mình sẽ đưa chân phải về sau, chống bằng các đầu ngón chân phải. Từ đây chúng ta tiếp tục đưa chân trái về sau. Giữ lại cơ thể, hơi chồm người về phía trước để cho cẳng tay của mình vuông góc với mặt thảm. Xốc vai lên, mắt nhìn thẳng về phía trước, hơi thu cằm lại, hít thở chậm. Hãy điều chỉnh lại cơ thể của bạn sao cho chúng ta cảm nhận thấy này, cái vai của mình, lưng của mình và mông của mình nó trên cùng một đường thẳng thì là tốt. Đạp căng gót chân nào. Giữ ở đây. 10. Hít thở đều. 9. 8. 7. 6. Xốc vai lên. 5. 4. 3. 2. Và 1. Ok. Hạ gối xuống nào. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tập bụng và tay vai của mình nhá. Chúng ta sẽ đưa hai tay vẫn đặt như vậy và móc hai chân vào nhau. Hít sâu này, mình sẽ trùng nhẹ khuỷu tay, nhấn ngực xuống. Thở. Hít 2. Thở. Hít 3. Thở. Hít 4. Thở. Hít 5. Thở. Hít 6. Thở. Hít 7. Thở. Hít 8. Thở. Hai nhịp nữa nào. Hít 9, cố lên bạn. Thở. Hít 10. Thở. Ok, tốt. Chúng ta sẽ đưa hai chân tách rộng ra một chút và đưa người về tư thế em bé để giãn lưng và thả lỏng cho cuộc sống, thả lỏng cho tay vai và toàn bộ cơ thể của mình. Bạn hãy hít thở sâu và chậm trong tư thế này. Rồi, từ đây chúng ta sẽ đưa người về giữa thảm và chúng ta sẽ thư giãn, thả lỏng cho tay vai của mình một chút nhé. Mình sẽ xoay nhẹ khớp cổ. Sau các cái buổi tập đấy thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ phải giãn cơ để giúp cho máu tuần hoàn và giúp cho các bó cơ đang bó lại của mình được giãn ra thì nó sẽ không bị đau và nó sẽ nâng cao cái hiệu quả luyện tập của bạn. Rồi, ngược lại nào. Ta sẽ xoay cổ tay. Xoay ngược lại. Hoàng Nguyên đang ra rất là nhiều mồ hôi.
Và những cái bài tập Pilates này thì Hoàng Uyên cũng rất thích, bởi vì nó cũng gần như giống các bộ môn yoga, thế nhưng mà nó chỉ biến thể một chút thôi. Thì yoga kết hợp với Pilates sẽ giúp cho bạn có một cơ thể vừa dẻo dai lại vừa săn chắc. Thì như thế là chúng ta sẽ rất là tuyệt vời đúng không ạ? Dạ, chúng ta sẽ ép vai nhá. Mình sẽ đưa tay phải này gập về phía trước, tay trái luồn qua, và mình sẽ ép nhẹ tay vào. Hít thở chậm ở đây, 5 nhịp thở. Nhấn nhẹ phần tay xuống nếu bạn muốn kéo giãn nhiều hơn. Hãy tập trung vào phần vai trái của mình, cảm thấy nó đang được kéo giãn ra, rất là thư giãn đấy ạ. Rồi, mình đổi bên nào. Hít, thở, ép sâu, giữ ở đây, hít thở đều. Cảm nhận vào vùng vai bên phải của mình đang được kéo giãn ra. Và bạn lưu ý, nếu bạn giữ được thẳng tay phải thì là tốt, chúng ta sẽ giúp kéo giãn được vai nhiều hơn. Nếu chúng ta không trùng tay như thế này thì cái hiệu quả của nó sẽ không cao nhé. 3 2 và 1. Ok, chúng ta sẽ đưa hai chân áp chạm lòng bàn chân vào nhau và dùng nhẹ cánh bướm thư giãn cho vùng hông, vùng chân của mình ở đây. Hít thở đều nào. Rồi mình sẽ đưa chân trái về phía trước, lòng bàn chân phải của mình áp chạm vào bàn chân trái, lòng bàn chân phải của mình áp chạm vào đùi trái, lắc nhẹ hông, hít sâu, hai tay vươn lên cao. Thở ra thì mình gập người về phía trước và kéo giãn cơ thể về phía trước. Cảm nhận thấy cái chân bên trái của mình đang được kéo giãn. Và bạn lưu ý, chúng ta sẽ dựng bàn chân lên, dựng toàn bộ bàn chân lên, hướng các ngón chân của mình lên trần nào. Giữ ở đây, hít thở chậm. 5 4 dần dần chìm sâu người xuống. 3 2 và 1. Hít sâu, nâng người lên. Và thở ra, mình hạ tay xuống. Chúng ta đổi bên nhé. Duỗi chân phải ra và co chân trái lại. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở ra, mình gập người xuống. Ok, hai tay chống xuống thảm, kéo cho dài người về phía trước. Chúng ta lưu ý này, nếu mà mình gập xuống mà lưng của chúng ta cong lên và bụng không chạm được vào đùi thì bạn sẽ rút tay trở về cơ thể một chút. Duỗi cái lưng ra nhá, hít thở chậm. 5 4 3 2 và 1. Hít sâu, siết bụng và nâng người lên. Thở ra, mình hạ tay xuống và đưa chân phải về giữa thảm. Chúng ta sẽ cùng nhau hít thở một vài nhịp tĩnh tâm ở đây. Mình có thể ngửa lòng bàn tay lên trần. Hãy điều hòa lại hơi thở của bạn. Thả lỏng toàn bộ tâm trí. Thả lỏng mềm toàn bộ cơ thể. Cảm nhận không khí đang đi vào, đi ra trong cơ thể của bạn một cách chậm rãi nhất. Chúng ta sẽ đến với hơi hít thở bằng bụng. Hít sâu, phình căng bụng lên. Thở ra chậm chậm, xẹp bụng xuống. Hít vào, phình bụng lên. Thở ra, xẹp bụng xuống. Hít sâu. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Rồi từ từ chúng ta sẽ có thể chớp chớp nhẹ mắt và mở mắt ra. Vậy là bài tập hôm nay đã kết thúc rồi. Hy vọng rằng với bài tập này chúng ta sẽ cảm thấy rằng chúng ta đã biết
kiểm soát cơ bụng của mình, cơ đùi của mình, cơ hông của mình và cảm thấy nó đang khỏe lên dần dần. Và chúc các bạn luyện tập hiệu quả. Và nếu các bạn cảm thấy có một cái thắc mắc gì đó hay là chúng ta cảm thấy một cái phần gì đó chúng ta tập luyện chưa ổn thì các bạn có thể nhắn tin hoặc comment cho Hoàng Nguyên để Hoàng Nguyên có thể giải đáp cho bạn nhé. Và nếu bạn cảm thấy video này thú vị thì hãy giúp Hoàng Nguyên lan tỏa đến mọi người xung quanh để chúng ta có thể cùng nhau luyện tập mỗi ngày nhé. Hoàng Nguyên hẹn gặp lại các bạn vào những bài tập tiếp theo. Bye bye!